Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại đến với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại đến với tựa game Counter-Strike. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về PvP tuần này. Thì anh em nào mà chưa biết thì cứ mỗi hàng tuần trên kênh mình thì chúng ta sẽ có một video liên quan tới PvP. Nào là cùng nhau bàn luận xem là tuần này chơi gì này, việc big buy như thế nào, ảnh hưởng là cách định hướng build đội hình này, hay cũng như là việc giúp anh em có thể leo rank hoặc là trụ rank anh em ạ. Thì cái việc về việc leo rank cao thì mình không có thể nào hướng dẫn anh em được, cái đó là tại mình cũng không giỏi về PvP lắm. Nhưng mà về việc trụ rank thì mình thể hướng dẫn anh em cách trụ rank ấy, cũng như là kiểu là thừa nước đục mà đi đánh PvP. Rồi thì chúng ta cùng nhau vào PvP này anh em. Thì nếu như em mà kiểu vào BB sớm buổi sáng ấy, trước khi xem video, sau khi mà trước khi xem video này ấy, thì em được biết là tuần này nó có một cái phải nói là khá là bất ngờ. Rồi mình sẽ vào luôn cho anh em nha. Pew, đấy anh em thấy chưa? Rồi thì vừa vặt phải bắt mình chính là Gwyn bang 4 anh em ạ. Rồi bầu gừng bang 4 dù chưa thì tôi có lẽ là việc này rất hợp lý, vì lý do vì sao? Buổi tuần trước ấy là Najubin được thả nên thật ra việc Gwyn mà kiểu đại diện Ranger mắng DPS khá là ngon nữa. Nên là việc mà đem vô xài khá là nhiều, mà mình không ngờ là băng 4 mà nè. Thường là mình chắc bị băng 3 và băng 2 thôi, nhưng mình một phát một là từ hình như là tuần trước không bị ban đúng không, đấy mà lên phát cái là băng 4 anh em ạ. Nó giống như Yuna tuần trước rồi, thì dần này Yuna xuống còn 2 code nhưng mà cũng chắc cũng nhiều người xài. Najubin 7 code, 7 code vẫn xài được nhờ, nhưng mà có lẽ là mọi người sẽ xài Hideo anh em ạ, tại vì tuần này Hideo được thả này, Mina được thả này, Claudia thì bị ban 2 nhưng mà anh em thay thế bằng Nahara hoặc là Evelynn đấy, hai con khá là ngon. Tuần này Nahara này cũng đi cắm mà. Lulie bị cắm này. Lulie bị ban 1 nên là cũng ít người xài bớt. Kalewon cũng ban 1. Kalewon 1 là tuần này khá là khó anh em ạ. CV ban 1 vẫn có thể xài được nhưng anh em chơi tầm thiết giáp tự tình. Rồi ban Nurse Skip, ban Nurse Skip thì tầng này là tàu hồ được thả. Đấy nên chắc chắn sẽ rất là nhiều anh em mới xài tàu hồ. Rồi thì Nihio ban 3 với cái chìa khóa mỏm mà khó chịu giả mang ra. Interfire ban 1 thì chắc vẫn còn nhiều người xài được. Rồi thì chúng ta phải nói về việc up unit không nào. Và khi anh em mình vào ít unit ấy, mình thấy là tuần này là team thiết giáp chơi khá là nhiều anh em. Đấy, cái đội team đẩy nhà chơi khá là nhiều. Anh em thấy là Rio Lumi bị đẩy nhà này. Đấy, khá là nhiều. Thì mình sẽ vào đánh VB cho anh em xem anh em ạ. Đây và cho anh em xem thử cái team tuần này mình như thế nào luôn. Đó. Thì tuần này mình khuyến khích anh em là chơi những team cứ chơi thường hay lấy thấy luôn Lumi này, đấy, chơi khá là ngon. Rồi thì tuần này là team mình chơi hiện tại anh em ạ. Thì thật ra cái team này thật ra cũng không có chuẩn lắm đâu, mà kiểu mình đánh thấy vui vui nên mình đem vào chơi anh em ạ. Thì đây là set đồ là này full máu này, attack attack anh em thay thế bằng full giảm hồi chiêu được nhé, hoặc là anh em lấy giảm hồi chiêu là được, khá là ngon. Này đấy thì anh em sẽ đem detail thì anh em nên đem on melee đam tắc kình, hoặc là anh em thay đổi con khác, em thay đổi bằng con mình thì chậm đi, mình xem suy nghĩ xem mình đổi sổ con nào. Con này hiện tại đây bữa đầu 45, con này thì giảm đam mặt đất. Đây, đam tất cảnh roam enemy round unit trừ 5%. Mà hiện tại thì đam là mình bị dính melee round defense skill hay mà giảm HP, giảm 12% HP là khá là chuối. Và mình sẽ đem HP thêm nè, tại máu nhiều. Rồi, đánh thử anh em, đánh thử một hai trận cho anh em xem cái đội hình như thế nào. Thì sáng giờ mình cũng đã đánh vài trận rồi ấy. Sáng giờ cũng đánh vài trận xong rồi sau đó mình chợt nhận ra là video mình bị hỏng anh em ạ. À. Mình quay cho đã xong rồi cuối cùng video mình bị hỏng không có coi được. Nói chung là khá là mệt mỏi. Nhiều lúc kiểu mình quay đã đời mình nói đã xong mình đánh những trận kiểu hỏi hai la giả mang ra xong rồi cuối cùng không không làm ăn gì được ấy. Thì nên là muốn mình thể thấy vui anh em. Em thấy từng này đánh vui không? Đấy, đánh đơn giản không? Đấy xong một trận, đấy đơn giản không? Hả? Một trận đơn giản, dễ dàng. Chưa hết một trận rồi. Đấy, anh em thấy từng này đơn giản không? Đấy, một trận. Vui vẻ lên, thêm trận nữa này cho anh em thấy vui vẻ như thế nào. Thì có lẽ là tầm 10 giờ rưỡi mình sẽ livestream anh em ạ, livestream đánh VB chơi chơi vui với anh em. Đấy. Để test cũng như thế đội hình, nói chung là hiện tại là BB nó mới mới có nên là anh em nhanh tranh thủ đi đánh. Đấy. Còn nếu thể mình mẹ thể chỉ mẹ nên cách là kiểu nó thả quân nhanh ấy, để kiểu nó mấy kiểu skill bomb vậy này là thả nhanh khá khá là ngon.
Dạ tàu hồ khó chịu luôn nè. Rồi. Oh, vẫn win em ạ. À. Vẫn win em ạ. À. Vẫn win, vẫn win, vẫn win. Ôi, hay trận nha. Vui vẻ liền, thú vị liền. À, em thấy cái team này thú vị chưa? Rồi đâu nó rồi, cái team này vui lắm. Em thấy cái chữ đục nhà chưa? Sức mạnh đục nhà đó em ạ. À. Trời, búp mấy búp một con búp tận hai con luôn, em hiểu rồi. Thì thằng này thêm một trận win đó anh em. Biết thêm trận win đúng không nè? Chết cha, Sigma. Sigma mệt à, Sigma mệt nha. Sigma là kiểu dạng tower đấy, khá là mệt. À, thứ hai khó là anh em mà biết chơi chơi team chi tower thì anh em mới thể dễ dàng là counter được team này. Đơn giản nhẹ nhàng, trời combo phải nói là combo phải nói là tên bạn tàu hồ bó tay. Chỉ khi anh em chơi tàu chủng giáp mà tàu giáp ấy anh em có thể chơi tàu counter được, có thể cái dạng counter được thôi, chứ mà anh em kiểu chơi mấy cái tàu dạng hồ được cái kiểu thì anh em chơi kiểu gì đấy. Thì nói chung video tới đây thôi đấy, đơn giản không, đánh hết điểm BB ba trận win liên tục thì anh em biết thì mình đây mình đánh đó, đây rồi, đây một trận hai trận. Này là chơi là như này đấy, trận 1 này. Đấy, trận 2 này, thấy không? Hy đêm 110 á, đúng đùa. Đấy, hy đêm đúng 110 đấy. Đấy, trận 3 này. Đấy, trúng 108 này cũng kinh phết đó chứ nè, Kalen, Sigma này. Trận 4 này, đấy, cũng 110, hy đêm cũng 110 đó anh em. Ít gì. Đấy, cái này cũng 110 đấy. Ừ, tên bạn 110 hết cơ. Ừ, tên mình chả có 210 cái đúng con này, 110 thả xuống hồ máu. Đấy, tên mình có 100 vẫn win được. Đấy, anh em thấy không, sức mạnh của tên được nhà. Đấy, anh em thích video này thì nhớ like và subscribe và share anh em cái cách chơi ma đạo nha anh em. Thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Hãy cùng nhau san sẻ cái sự chơi ma đạo này. Bye bye.